Cholimex Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Khoa đang có mặt ở cao nguyên đá Đồng Văn. Chào mừng các bạn cùng đến với ẩm thực kỳ thú Hà Giang. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Cảm ơn nhãn hàng Cholimex Food đã đồng hành cùng chương trình. Đây, giới thiệu người ngôi nhà quay phim Chuyện của Pao. Chưa? Cái cổ nó chạy lên rồi rồi. Chết rồi. Con này nó còn tơi, sao nó nhanh quá. Ôi trời ơi. Anh ơi. Ẩm thực kỳ thú ngày hôm nay là một tập vô cùng đặc biệt, bởi vì hiện tại Khoa đang đứng ở cao nguyên đá Đồng Văn. Chính vì vậy cái vị trí của căn bếp cũng phải vô cùng đặc biệt. Mọi người có thể thấy bếp của ẩm thực kỳ thú ngày hôm nay, phía sau sẽ là những bản làng, phía trước sẽ là những cao nguyên đá. Và ở tại nơi này, nhờ có anh A Pó, chúng tôi sẽ nấu ra những món ăn ngon, những món ăn mà cả thế giới phải biết tới, đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta cùng tới với gian bếp thôi. Đây. Ơi, Khoa ơi. Đây. Mọi thứ là Ngân đã chuẩn bị xong hết. Ôi, rồi đây. Làm gà xong luôn hả? Công nhận rồi. Cô này là rất đảm đang nhá. Đây. anh anh vào đây. Đây, mà xin giới thiệu mọi người, đây là cái bột. Bột của tam giác mạch. Đây là bột tam giác mạch mình đã xay rồi đấy, đã nghiền rồi. Còn đây là cái hạt trước tam giác mạch là xay ở cái máy mà có hai cái viên đá. Đúng rồi, cái cối xay đúng không ạ? Đúng rồi. Ủa đấy vậy ha. Rồi. Đẩy xong là mình. Thế đầu tiên mình sẽ làm cái món bánh tam giác mạch nướng đi. Nhưng mà anh thấy gà này là bọn em chọn đúng chưa? Đúng rồi, gà này là gà đen chuẩn rồi. Đấy, đuổi mệt quá nhỉ. Đúng rồi. Trời ơi, em ngày xưa cũng đã từng đuổi gà rồi. Gà thả vườn là mình đuổi hơi mệt đấy. Mà con gà đen này nó còn mệt hơn nữa. Em nhổ được cái củ cải anh. Củ này thì rõ là to rồi. Đấy, củ này còn đây, củ cải đây anh Nam nhổ được. Mà gà hôm nay là bạn Ngân này, bạn bắt gà anh ạ. Em không bắt được con nào. Gà bạn Ngân, bạn ấy bắt à? Dạ, vâng. Bắt đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm món đầu tiên là món bánh nha. Thế bây giờ đầu tiên là mình sẽ đi làm cái món bánh tam giác mạch. Công đoạn đầu tiên là làm gì anh? Đầu tiên là bây giờ mình sẽ lấy cái bột này, mình trộn.
với nước. Trộn với nước, bây giờ đi lấy nước đúng không? À, cái này để hấp, à, để nướng để anh hay là để làm gì đấy? Cái đấy là để hấp. À, một cái chảo siêu to khổng lồ. Ở đâu cuộc đời 30 năm rồi em mới được nhìn thấy một cái nồi siêu to khổng lồ. Cái chảo. Lấy nước thôi. Giờ đi lấy nước đi. Có phải nhóm bếp không anh? Có chứ. Ôi. Nhóm luôn. À nhóm luôn hả? Em là thần nhóm bếp trong chương trình này. Thần nhóm bếp trong chương trình này. Bao nhiêu đây bột là mình làm đủ mấy cái bánh anh? Thoải mái ơi, đây này nước đủ cho anh 5-6 cái. Một ít thôi mà mình lấy một ít thôi. Tức là mình lấy 2 bát con nước. Đeo bao tay vô, đeo bao tay vô. À 2 bát con nước. 2 bát con nước. Lấy nước mình cho vô trước ha anh. Cho nhiều đi, cái bột này nó khô mà. Rồi. Lại nhóm bếp. Sao nãy anh nhỏ, củ cải nhỏ vậy? Anh nhìn thấy ở bên trên. Bên trên này thì nhìn củ cải rất là to rồi. Thế là tính anh thì chắc cú mà. Anh mới biết với mọi người riêng cái phần trên này lại không to bằng anh. Thế là anh lấy tay giúp lên cái thì thôi. Nhỏ mà. Nông nó ngay ở đây luôn. Nhìn như củ tam thất ấy nhỉ? À củ sâm ấy nhỉ? À đây. Ở bên trên nó như thế này mà cuối cùng gốc đây không có. Đây là ngày hôm nay em sẽ gọi anh là nam củ nhỏ nha, nam củ nhỏ nha. Cái nhỏ củ cái nhỏ thế thì anh gọi em là khoa củ to. To nghe nó xa hơn. Bản làng đằng sau nấu bếp quá thơ mộng à. Nó là đỉnh của đỉnh mọi người ạ. Cao nguyên đá Đồng Văn này 600 triệu năm hình thành. Thấy không? Em thích ở cái cung đường ở đây. Ờ đẹp. Cung đường đi đẹp dã man luôn. Đây là một trong những cung đường đẹp nhất Tây Bắc. Đẹp vùng vĩ không? Nó là một trong mấy cung đường đẹp nhất cả nước mình ấy. Chắc là được rồi đấy. Xong là mình cho một ít đường vào. Ít đường thôi anh. Mình lấy một nửa cái đấy. Thôi thế thôi. Được rồi. Sau đấy là mình sẽ đậy nó vào để nó ủ. Trong thời gian mình đợi bột. Cái bột này thì mình sẽ làm gà. Chắc con gà anh. Chặt luôn con gà. Nam ơi. Ơi anh đây. Em cần một đôi bàn tay đàn ông lực lưỡng. Chặt gà hả? Vâng. Anh chưa bao giờ chặt gà. Chưa bao giờ chặt gà chứ. Anh Nam gì đâu, rồi anh nhổ củ cải thôi. Chặt gà giờ lọc hai cái này ra trước đúng không anh? Mọi người ơi, đùi gà đen. Ôi ôi, ngon đen. Từ thịt, ngọt từ xương, dễ thương từ tính cách, mọi người ạ. Tất cả nội tạng của con gà đen hết anh ạ. Xuất sắc. Đâu? Coi đen con gà đen như nào. Wow, hay ha. Thịt đen, xương đen luôn. Sao mà thịt nó cũng đen, xương nó cũng đen. Gà này chỉ có trên đen. Khu vực ở trên đây thôi hả anh? Gà mỏ cũng đen, màu cũng đen. Khu vực Đồng Văn. Mà gà này thì cái này gọi là gà mông đấy. Gà của nó tầm mông. Gà này thịt nó dài lắm mà. Ừ. Nó khỏe thật luôn á. Khỏe nhờ lúc ấy đuổi. Mà cứ nghĩ tới lúc đuổi gà lại nhớ lúc nhổ củ cải. Nam củ nhỏ. Nam củ nhỏ. Em ra cái căn bếp đây nha. Nam củ nhỏ. Đi đi. Đi quay chương trình này xong về anh Nam sẽ biết chặt gà. Đúng rồi. Căn bản là ngày xưa anh lại là con út để đâm ra tất cả việc ở trong nhà ấy thì hai bà chị là lúc nào cũng thao bác. Cũng làm. Rồi, lửa lên rồi. Ủa anh ơi, có phải cho nước vào đây không? Có rồi đấy, trong đấy có nước rồi. Có nước rồi đúng không ạ? Bây giờ là mình sẽ bê lên. Chả nào nó nặng thế. Đó. Rồi, đặt lên cái kiềng. Đấy. Cân chưa? Cân rồi. Bây giờ cho thật nhiều củi vào. Ôi, mọi người ơi, nhìn nội tạng con gà này đen xì, tất cả đen xì hết. Ôi. Đấy, miếng đấy cho Khoa ăn. Khoa thích ăn phao câu. Khoa thích ăn phao câu. Hả? Em thích ăn phao câu hả? Không, phao câu nó nhỏ lắm. Em thích ăn chân à? Gà chỉ thích chân với đầu với cánh à? Em ăn cái gì mà nó xương xấu quá vậy? Đúng rồi, tại người em xương mà. Bởi vậy người ta mới nói là người nào thì thường thường ăn cái đó. Và cái củ cải nhỏ quá. Tất cả những kinh nghiệm làm bếp á, từ xưa nay em đi sau em không biết. Anh chính là một đầu bếp chuyên nghiệp.
chính anh là người truyền cho Khoa tất cả những món làm bếp. Mà đi lựa hết. Đi lựa củ cải hơi sai. Không, củ cải nó là bên thực vật thì anh không dành. Đúng. Nhưng cách anh chặt gà là em đủ hiểu rồi gì? Để to này đi anh nhỉ? Không, để nhỏ đi. Chặt nhỏ này. Nhỏ nữa. Người nào chặt gà vậy chứ to. Cái gì đấy à? Khoa củ gió. Nam củ nhỏ hỏi gì à? Đang bực, chặt đang bực để, nha. Chặt để ăn lẩu đúng không? Đúng rồi. Không. Này mà chắc luộc hoặc là nướng ngon đúng không anh Pó? Nướng thì không bao giờ mình làm tới gì anh. Giữa cái thung lũng núi đá này mà làm cái nồi lẩu gà đen, lẩu bốc hơi lên nhúng rau vào gắp miếng gà ơi trời ơi nồi ngon nhá. Cái đầu chủ té làm đôi thôi. Cái gì nữa? Để em xử lý đầu cho cái đầu em ăn mà. Em ăn đầu ở nhất thùng kỳ vĩ đúng không? Đầu, chân, cổ, cánh cắt cái nào ra nửa cho nó nhỏ nhỏ. Củ to hay củ nhỏ nào ăn ngon hơn anh? Củ nhỏ. Ủa củ nhỏ ăn ngon hơn hả? Ừ. Thấy chưa? Ngon hơn, chất lượng hơn. Đi rửa củ cải. Cái gì này? Bé nhưng là bé hạt tiêu, em hiểu chưa? Apple là xây dựng gia đình chưa ạ? Mình có rồi, xây dựng gia đình năm ngoái rồi. À, thế là đã có em bé chưa ạ? Chưa có. À, hai vợ chồng vẫn đang kế hoạch. Đúng chị, à? Chị nhà tên là gì anh có? Chị tên là Say. Say à? Say. Say. Vậy là tôi đã chặt xong đĩa gà đen. Phải nói là con gà ở đây nó khác với con gà ở nơi khác. Thịt đen, mỏ đen, chân đen. Tôi nghĩ là nội tạng của nó cũng là đỏ nhưng không ngờ tất cả bên trong con gà đều là màu đen hết. Chỉ có mỡ là vàng thôi. Trời ơi. Ủa ai hấp cái gì trong nồi trời? What? Trời ơi cái rẻ gì đây? Anh ơi, đây là cái gì đấy hả anh? Đây là cái vải mà tí nữa mình sẽ giải cái khuôn này xuống trước. À. Lấy cái vải mình lót lên trên. Cái để làm cái bánh hả? Đây là khuôn của cái bánh đấy ạ. Đúng rồi, còn cái mà rẻ này là mình sẽ cuốn bên ngoài để hơi nó không bị ra ngoài. Nhanh chín hơn. Hiểu rồi, chứ gì bỏ tạm bỏ tạm vào đây. Đâu đấy? Dưới này là có một cái lớp nước ở dưới đúng không? Đúng rồi. Cái này nước nó có bị ít không anh? Được rồi, như thế là được rồi. Vậy là phải cuốn, em hiểu rồi, cuốn để cho nó kín hơi đúng không? Đúng rồi. Đã bao giờ em ăn một củ cải nào mà nó to vật vã. Cái này nó chỉ được cái là lâu chín thôi, đúng không? Ở nhà hàng nó phải làm những cái củ như là anh nhổ đây này. Anh là người bản xứ, đã bao giờ anh ăn một cái củ cải nào mà ăn lẩu và to như này chưa? Mình cũng ăn rồi. Cũng ăn rồi hả anh? Trông như quả đu đủ ấy. Hai gì hai đi nhổ củ gì củ to. Gì ấy, na cái gì đấy? Bây giờ mình sẽ cho một ít gừng vào. Gừng với hành tây mình cho vào để ngọt nước. Xong đấy mình sẽ cho củ cải vào. Gừng là mình phải nướng sơ để nó... Nướng ở đâu ta? Đấy, nướng ở trong... Cái gì, gừng nướng hả? Đưa củ gừng đem nướng cho. Đây. Cho luôn vào cái này gừng này. Gừng nó đã thơm rồi mà khi nướng này nó còn thơm nữa. Xong bây giờ mình sẽ cho... Thảo quả với... Vào trước. Hoa hồi. Đây là quả. Từ nhá. Vâng. Mình phải đập đã. À phải đập. Đúng rồi, đập để nó mới thơm. Được rồi. Thảo quả này. Cho hoa hồi. Rồi. Hoa hồi đây đúng không anh? Chín rồi. Mình cho một nhánh thôi. Một nhánh hoa hồi. Đây, củ gừng nướng đây nha. Cho hai hạt dổi nữa. Hai hạt dổi. Anh Bó ơi, cái này là nó có hư không anh? Mình lấy cái ở ngoài thôi. Ôi chị cắt củ cải của em được hả? Ừ. Bự nhưng mà hư. Tưởng như to quá nó bị xốp rồi này. Đấy, nó xốp ở giữa. Đây, củ cải nhỏ của anh em nhìn thấy không? Ừ, nó chắc đúng không? Nó chắc. Anh có chắc không? Anh á, anh chắc chứ. Củ cải xong rồi. Nồi nước sao nữa anh? Xong bỏ lá ngoài cho đi. Củ cải vào trước đi để tí nó mới nhừ. Cho nó mới ngọt nước. Mới ngọt. Anh thái cái này không? Thái bắp cải hả? Ủa đã quá hả? Khoa. Là một siêu đầu bếp, em đánh giá Ngân là người nấu bếp thế nào? Hai điểm. Anh nghĩ là cũng hai điểm thôi. Không ăn thua. Nó vụng vẻ lắm. Mình cho gừng vào. Cho gừng vào. Đây, nhúng lẩu nè. Cắt đôi ra.
sau đấy mình cho một ít hạt nêm với một ít muối vào nhé. Hạt nêm muối đây đây này, cho là cho hai thìa hạt nêm, cho hai thìa hạt nêm, hai thìa, cho thìa một thìa muối nữa. Một thìa muối. Có cho nước mắm với sa tế vào. Rồi. Mùi thơm thế, mùi thảo quả bốc lên thơm thế. Rồi, sa tế thì mình cho mấy thìa anh nhỉ? Cái đấy thì tùy mà khẩu vị từng người. Thôi mình cứ tạm thời mình cho hai thìa đã anh nhỉ? Cứ cho hai thìa đi, nếu mà chưa đủ cay. Cái lẩu gà này cái hương vị gì đặc biệt nhất anh? Hương gà. Có hương vị của thảo quả với hoa hồi. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà nó phải hòa vào với nhau á. Chứ mà có hương nào mà nó bị nồng quá hoặc là nó đặc quá thì nó đâu ngon đúng không? Đúng rồi. Nó phải hòa vào với nhau ăn. Khoa lấy cho anh đôi đũa coi. Không. Thôi giúp anh đi. Đũa nhỏ. Hà Giang là em thấy là về nghệ thuật là cũng tuyệt vời lắm, lễ hội hoa tam giác mạch. Bao nhiêu đây được chưa anh? Được rồi. Ngân có người yêu cho em. Vườn hồng đã có ai cào hay chưa? Em có rồi. Có người yêu rồi à? Thôi thế bỏ đi. Sao vậy? Đã bao giờ em nghĩ là em sẽ yêu một nghệ sĩ hài chưa? Chưa ạ. Anh có thằng em ấy, anh định giới thiệu cho em. Trung ruồi nhá. Mặt đấy, mặt đẹp dài cực kỳ luôn. Tươi ha. Mặt tươi ha. Cái này sao anh? Cái này mình thái ra. Trung ruồi cũng đã từng đi ẩm thực kỳ thú rồi. Đúng rồi. Mặt lúc nào nhìn cũng như nở hoa. Cao 1m90. Dạ. Đẹp dã man, hợp với chiều cao của em. Mặt nó là mặt của Hàn Quốc. Mình lấy một nửa thôi. Đúng không? Đây hả nè. Anh mới giới thiệu tại vì là anh nhìn thấy Ngân rất là cao. Thế đâm ra là anh muốn giới thiệu cho Trung ruồi. Tên là Trung ruồi thôi nhưng thằng này thơm lắm. Ủa chứ Trung ruồi là phải thối hả? Không. Sao anh không thấy cái này lên nên nó khét kìa. Chà, bây giờ nó lên men rồi nè, bánh hay làm sao anh? Bây giờ mình làm sao anh? Nó lên men như thế này rồi thì mình sẽ mang đi hấp. Dạ, mang đi hấp. Đúng rồi. Hấp bên nồi này hả? Đây nè. Hấp bên nồi của Khoa. Nước sôi rồi. Hồi nãy nghe nói có cái miếng giải gì. Đây Khoa ơi. Bây giờ là cái này làm gì anh? Xếp nó vào. Xếp này hả? Ừ. Ủa cái bánh của mình nhỏ vậy hả anh? Nhỏ thôi thì nó chín nhanh hơn. Trời ơi. Xong cho cái miếng vải này phủ lên trên. Phủ lên trên hả? Không có khuôn là mình làm khuôn vậy đó phải không anh? Rồi. Đây, cái khuôn đây. Mình sẽ đổ lên. Thôi lấy cái muôi đi, lấy cái muôi múc đi. Từ từ Khoan. Đè nó xuống. Có chuyện cháy khuôn nha. Thôi. Khoan đè đi. Đè nó. Đưa đây. Lấy tay luôn. À, nóng đấy. Thì nó mới đều được. Rồi mình đổ vào đầy khuôn phải không anh? Cứ đổ nó đầy đi. Ôi đẹp nhờ. Em khóc rồi này. Khói lắm. Hay khóc đi đừng ngày luôn. Được đụng ừ, sao anh cân đong đo đếm giỏi thế nhỉ? Quá chuẩn luôn ha. Ừ. Đây là khoa. Ôi vậy là xong đúng không anh? Chỉ chờ nó chín rồi hả? Cái vải này phải để hai bên này đúng không? Quấn vào để nó kín hơi. À, nhét vào cho kín hơi. Trời ơi, đỡ bay ra đấy. Anh ơi, mình hấp trong vòng bao nhiêu lâu thì bánh này mình sẽ hấp trong vòng 15 phút nhé. À, 15 phút là chín rồi á. Ôi thế là nhanh, ngày này làm đâu, rất nhiều mẻ bánh. Đúng rồi. Mình hấp xong mình còn nướng nữa. Hả? Nướng thì nhanh thôi mà. Không, nướng anh? Nhanh. Nướng nhanh. Nướng thì bao lâu anh? Nướng thì tùy, nhưng mà than đấy, than hồng thì mình nướng 2-3 phút là được rồi. À, 2-3 phút nhanh vậy. Rồi. Tí nữa mình lấy luôn cái than là mình nướng. Vâng. Vì bản chất là cái bánh nó đã được chín hấp rồi. Bây giờ mình chỉ nướng để nó cho nó thơm hơn. Thơm thôi. Vâng. Thôi. Cái này là chín đâu? Chín được, cái này là nó chín sẵn rồi. Chín đâu mà chín? Ăn miếng thử coi. Không, em ăn trước đi. Em ăn trước đi anh ăn. Sao em cho anh ăn cái gì anh cứ không tin tưởng, anh không chịu ăn gì hết. Nước chấm là mình sẽ lấy mắt khén. Ăn. Không, nó chín đâu. Mình có đủ anh. Làm nước chấm nè anh em ơi, đừng cãi nhau. Thôi để em làm cho. Rồi Khoa làm đi. À, thôi để Khoa củ to. Ra tay nhá. Ok, đồ nhỏ đứng nhìn nhá. À. Thôi bây giờ làm gì anh? Lấy nước mắm. Làm nước chấm. Đấy khăn lau bàn, khăn lau ấy đâu rồi. Lau cái kia, lấy cái đó lau cái hết.
Em bắt đầu xàm rồi nha Khoa. Rồi. Mình đập cái đó trước đi Khoa. Nước chấm là mình sẽ lấy nước lọc mắc khen, một ít hạt mắc khen nữa mình sẽ nấu lên. À phải nấu lên hả? Nấu lên. Đây ra, lấy cái nồi ha. Đổ ít dầu vào. Coi như mình phi cái này. Cho một ít hạt nêm. Hạt nêm. Đường. Đường. Đường phải nhiều gấp đôi hạt nêm. Thật không? Thật nấu không? Ăn là thế. Thôi tin chị đi. Thêm một miếng hạt nêm nữa cho nó đậm đặc. Cho dầu hào. Dầu hào à đây. À phải có dầu hào anh. Nhiều không anh? Cho hai thìa đi. Cái đấy thì một thìa thôi nhé. Cái đấy nhiều. Xong đấy mình sẽ nấu nó lên. Rồi. Bây giờ mình mượn đỡ cái bếp. Mày, cái này cho xuống đi ha. Chị nào ăn là dọn lên hả? Cẩn thận nha, đổ cái là xong rồi đấy. Xong đấy mình sẽ đun nó lên. Đập mắc khen đi, cho nhiều nhiều mới ngon, mới thơm được. Nhiều nhiều đập băng tứ tung mất Khoa. Đập một ít một lần thôi. Ừ. Cháy lên đi lửa trên cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Cháy lên đi lửa trên cao nguyên, còn mãi trong ta một nồi tam giác mạch. Nhiệt độ lên 1000 độ C mọi người ạ. Tôi đoán thế. Thế mới thấy là mỗi một vùng miền là sẽ có một món đặc sản. Và mình mới thấy được rằng là người ngày xưa rất là thông minh khi mà nghĩ ra một cách hấp mà lại có những cái này giỏi thật, quá giỏi mọi người ạ. Giờ càng ngày càng tiên tiến, nồi hấp bằng điện, cái gì cũng bằng điện, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có vị ngon như là những cái đồ thủ công như thế này đâu mọi người ạ. Hôm nay tôi cô đơn quá, đã vượt qua một hành trình 1300 cây số rồi mọi người ạ. Bắt đầu tôi thấy nhớ gia đình rồi, nhớ con. Không biết giờ này mẹ nó đã đón nó đi học về chưa. Lên trên vùng cao mọi người ạ, mất sóng không gọi điện được về, lúc nào cũng ở trong rừng mọi người ạ. Đang ảnh con đang ngắm cái đây, lúc đi mẹ nó để lại cho hai bức ảnh, bảo là anh đi thì nhớ vợ nhớ con thì bỏ ảnh ra ngắm đấy. Ảnh vợ tôi và con của tôi. Anh bị cái gì chấn động tâm lý hay bị cái gì vậy? Bị sang chấn tâm không, lý. Ngồi nhìn cái chảo tâm sự gì đấy? Không không, nhớ gia đình quá. À nhớ nhà quá hả? Nhớ con quá. Được rồi đấy Khoa. Được rồi đấy. Trong đấy mình sẽ cho vào nồi. Rồi. Rồi mình tắt bếp đi. Khuấy cho vào nồi xong tắt bếp hả? Tắt đi. Hơi đâu trời có sao chiều sao sớm, đầu núi kia có ở hai người, dù đi cùng trời dù đi khắp lối, trời chỉ có sao sớm sao chiều. Nhớ gia đình quá mọi người. Được rồi anh. Được rồi. Vậy là xong nước chấm rồi hả? Xong cái phần nước chấm rồi. Wow. Bắt đi, mình cho lại nồi gà lên nè. Rồi đây. Cho nó qua bên đây. Cho vào mình cái bát con. Mình nấu gà xong mình bát. Xong mình cho gà vô luôn anh ha. Ừ. Cho gà vào luôn. Bánh chắc được rồi anh làm. Bánh được rồi anh. Bây giờ từ từ mình cứ mở xem trước đã, xong rồi mới quay. Rồi mở ra. Theo lệnh của bếp trưởng là bỏ ra kiểm tra xem bánh nó thế nào rồi. Chưa đúng rồi. Chắc phải một lúc nữa. Một lúc nữa. Lần thứ nhất chúng tôi kiểm tra bánh vẫn còn đang rất mềm. Bây giờ chúng tôi lại phải cuốn lại. Lần nữa. Bên kia pha nước chấm xong chưa em? Xong rồi. Xong rồi. Trong thời gian chờ đợi nhá. Anh Pó ơi, em ngày xưa hồi em lên em đi du lịch tham quan cái lễ hội Tam Giác Mạch ấy, thì em biết câu hát vì em hát tặng Ngân nhá anh. Trai rừng như cây thông mọc thẳng, nói lời yêu cũng thẳng, tao ghét mày ha, tao ghét mày ha. Đúng rồi. Đúng không anh? Đúng không anh?
À tao thích mà. Đúng rồi. Câu thứ hai là trai rừng dám vẹo má người yêu giữa chợ, tao ghét mày. Ha ha. Đúng không? Ý của cái bài hát này là gì? Ý bài hát này. Sao anh khóc dữ vậy? Không, nhớ gia đình. À không sao. Ý của bài hát này là gì? Trai rừng như cây thông mọc thẳng, là tính là rất là thẳng thắn. Thẳng thắn. Ừ. Ghét là ghét mà yêu là yêu, đúng không? Đúng. Trên này là thế không? Anh có thế không? Thế hồi anh tán chị anh có hát bài đấy không? Ngày xưa hát suốt. Ngày xưa hát suốt. Ngày xưa chưa là hát cái bài đấy á. Ừ. Thế bài đấy còn dài không? Thầy đấy em nhớ mới hai câu. Câu sau vẹo má là gì anh? Anh chưa biết đâu mà anh kêu họ đấy hát suốt. Anh xấu hổ. Ngày xưa là cũng búa khen thì anh. Mình ở đây thì mình không biết múa khen, biết thổi thôi. Còn thổi. Múa thì nó cũng có một cái bài rất là bài bản đấy. Mình phải học. Còn nếu mà không học thì cũng không múa được. Nước sôi rồi nhau gà. Nước sôi đấy. Thế gà này là mình cho vào luôn chứ không phải nhúng rồi anh? Cái xương là mình cho vào trước để cho nó ngọt nước. Thì ngọt nước. Cho hết đi anh, đằng nào mình cũng ăn mà. Không, ăn quá. Chỉ cho phần xương thôi, xương sẩu cái thứ này, đầu cánh đúng không anh? Cho đầu cánh vào trước đi. Đầu cánh vào trước để cho nó ngọt. Đuôi. Ngọt nước. Đấy. Xong thả hết vào. Từ tí nữa cũng nhúng, ăn lẩu phải nhúng. Còn phần bánh thì chắc là chín rồi đấy. Bánh chín rồi anh. Chín chưa anh? Bánh chín rồi. Bản làng ơi, bánh chín rồi. Rồi, giờ thì Điền vào cái mắt. Mở ra nào. Ôi. À nó khô nó xe hết lại. Đúng rồi, nó khô. Một cái. Rồi. Ôi nó không rớt ra. Có hơi dính, hơi dính. Hơi dính thôi. Nó hơi dính thôi. Một cái. Ôi. Tiếp đi. Hơi dính. Cháy à? Ui, cháy quần, cháy quần. Cháy quần lửa nó cứ me cái quần em mày ta. Nó thường thường nó tìm đến những người không tốt em ạ. Em tốt mà. Anh nói gì đâu. Còn một cái nữa. Còn cái cuối cùng. Rồi. Xong bây giờ mình sẽ đi nướng. Đợi nguội thì rồi mình nướng nhá. Bỏ một cái đĩa ra. Đây. Bây giờ mình chờ cho nó nguội tí rồi mình nướng lên nè. Bây giờ phải bê cái nồi này ra đúng không ạ? Bê như nào đây? Bây giờ đang nóng đấy. Đang nóng quá. Đang rất là nóng này. Nhưng mà bỏ củi ra đi. Bỏ củi ra anh nhá. Để nó nguội. Tí nữa mình lấy cái than để mình nướng. Vâng. Thêm miếng vải nữa. Nóng ở bên dưới. Rồi. Nào. Đèo tay nào. Ô, từ. Có rồi. Nào, đèo tay nào. Ôi trời ơi. Rồi, nguội rồi. Nào, bỏ lên đây nướng nào. Rồi. Nào. Một bánh. Hai bánh, ba bánh, ôi, bốn bánh, năm bánh. Anh Bó ơi, cái này hơi nhạt đó thì mình nếu mà hơi nhạt thêm... thì mình cho thêm một ít muối. Thêm ít muối hả anh? Chắc được rồi ha. Được rồi. Trái rừng như cây thông mọc thẳng, nói lời yêu. Nướng cũng nhanh mà đúng không anh? Nướng nhanh thôi, 3-4 phút là được rồi. Bỏ cái ra để nó đỡ khói. Lật nó lại. Trái rừng ăn rất béo mà người yêu giữa chợ. Tao ghét mày. Đậm đà hơn hồi nãy rồi. Nghe ăn thì nghe có vị lạ lắm. Không phải là như mình vẫn ăn ở dưới biển thành phố. Giống như là vị của hoa hồi với lại cái này nè. Thảo quả. Thảo quả phải không? Đúng rồi. Cái này ăn nó thơm lắm anh. Đúng rồi. Cái đúa là nó làm cho nước rất là thơm nha mọi người. Đặc biệt lắm. Được rồi đó. Trời ơi, nhìn hấp dẫn chưa? Nào thử tí. Em thử rồi. Đâu anh xem. Để khoan, đừng múc. Nè. Anh để đây cái muỗng lên, đây. Ăn đi. Ngon ha. Wow. Đúng là ngon từ thịt, ngọt từ xương mà dễ thương từ tính cách. Anh chính là người dễ thương làm ra cái nồi này. Ngon lắm mọi người ơi. Có mình ăn làm. Đúng là tất cả những cái hạt này như Khoa đã từng chia sẻ, đó là những thứ hạt thần thánh. Tất cả những món ăn có cái loại quả này thì thực sự là quá là thơm ngon, bổ dưỡng, hòa quyện vào cái nước dùng này. Khi mà mình bỏ gà vào, chắc chắn là cái hương vị của nước nó sẽ thấm vào miếng thịt từ. Ôi mọi người ơi, nghĩ đến thôi là ướt nước miếng mọi người ạ.
Còn củ cải này là làm cho nước ngọt hơn. Đúng rồi. Ăn nó ngọt thanh đúng không anh? Đấy, có một chút sa tế và em nhìn thấy nồi lẩu không? Nó cảm giác cái màu sắc rất là đẹp. Chín chưa anh ơi? Được rồi đấy. Bao nhiêu công sức giờ nó cháy. Chết luôn. Đấy. Wow. Những cái hương vị của các loại hạt này, củ cải này, rồi là cà rốt này, thịt hòa quyện vào nhau trong nồi lẩu. Cái gì mà nó quyện thế? Ngon lắm, làm tí nước dùng. Đây, em phải thử. Đấy, cái muỗng đâu đây, 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 muỗng vào cho, muỗng vào cho. Đây, đây, củ cải ấy, củ cải to, há mồm ra. Ngon, ngon, ngon. Em thấy bị vừa chưa? Nó rất là ngọt, thứ nhất là không phải ngọt của một củ cải không, ngọt của củ cải, cà rốt và đặc biệt là cái gà đó. Gà nó bắt đầu cái nước hoa hồi xương đây nhá. Thôi em cứ để cho nó dưới cho nó như em. Em nghĩ là cái lẩu cái này rất là hay này. Cứ một nấu lẩu mà cứ đập khoảng hai cái trái thảo quả xong rồi cho một cái hoa hồi này vào là thơm. Đúng là thơm thanh đúng không? Luôn em bỏ một hoa thôi hả? Đúng rồi, chỉ một cái hoa mà thơm nữa đó. Mà cái này đắt lắm nhá. Này nhìn nó như cái lát lát khế vậy ha. Sao nó gọi là hoa hồi, nó mọc ở đầu hồi nhà hay sao anh? Cây hồi. À, cây hồi á. Hạt dổi. Hạt dổi. Và cái hạt mắc kén đấy. Mắc kén này là của rừng ấy, hạt tiêu rừng. Vâng. Mọc tự nhiên ha. Đây là cây đấy là mọc tự nhiên. Và xong bắt đầu mình ở miếng. Mình đi đi hái về thôi. Mày toàn xui anh ăn linh tinh. Sao em cái chó gì cũng ăn đó vậy? Anh nghĩ là mày ngon. Chát quá. Ngon mà. Sao mới khen xong, mới khen nó ngon. Nhưng nó phải được sơ chế, nó phải được trong nồi. Ừ. Mà kể cả nó chín cũng ăn thử này. Đâu? Sao cái gì anh cũng ăn hết vậy? Đâu đưa em cái kia. Ngọt thế nhỉ? Ôi, cái bánh đấy. Bánh xong rồi đấy, bánh xong rồi. Bánh đã xong rồi. Còn đây, nước dùng. Nồi lẩu đang bay hơi. Mùi thơm lan tỏa khắp những núi đá ở Đồng Văn này rồi. Vang vọng cả núi rừng rồi. Thơm nức lòng mọi người ơi. Bây giờ thì lên mâm. Đầu tiên hãy cùng bắt tay vào làm món bánh tam giác mạch nha. Món bánh ngon độc đáo, ăn là nghiền đấy. Nhanh tay ghi lại công thức ngay nào. Trộn bột tam giác mạch với nước và một ít đường, ủ bột trong 30 tới 45 phút nha. Nước sôi rồi, hấp bánh thôi. Bánh tam giác mạch của người Mông được hấp trong chiếc nồi siêu to khổng lồ. Hỗn hợp được cho vào khuôn rồi hấp trong 30 phút. Sau khi bánh chín, để nguội rồi nướng trên than hoa, đến khi bánh ngả màu vàng là có thể thưởng thức được rồi. Lẩu gà đen. Bắt đầu với nước dùng lẩu. Cho vào nồi vài nhánh hoa hồi, thảo quả, gừng nướng, củ cải cắt khối. Nêm thêm muối, hạt nêm, nước mắm, sa tế. Nấu sôi trong 20-30 phút cho ngọt nước. Rồi cho phần xương gà vào. Nấu thêm 10 phút nữa là nồi lẩu đã hoàn thành. Và sẽ còn hoàn hảo hơn nữa nếu ăn kèm với loại nước chấm mắc khén này. Nấu dầu hào với nước cùng một ít mắc khén đến khi hỗn hợp sánh sệt là hoàn thành. Giờ thì dọn mâm lên thôi. Với tiết trời se lạnh, xì sụp miếng nước lẩu nóng hổi, ăn gà đen ngọt dai, tỉ bao nhiêu câu chuyện cho đủ đây. Là bây giờ là món ăn đã chín rồi, tất cả mọi thứ đã xong rồi. Nhưng mà có điều lạnh đúng không? Ừ. Ở đây tự nhiên ở thung lũng mà mọi người. Nên là không khí nó lạnh xuống bất ngờ nữa. Chị em bây giờ run nó bị. Đây, đây anh Nam hả? Vào đi. Mời anh Nam đi mời bà con tới thưởng thức cùng với lại ẩm thực kỳ thú cùng với chị em mình. Đây đây mời con vào nào. Đây con. Đây con mời chú. Mặt đồ đẹp quá. Được rồi, các con vào đây. Nào, ôi sao con này vào đây nè. Này cô chú làm cái này đó. Nào, 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 nào. Nào, vào đây ăn giống không? Đó, nào, đi. Ây da.
Thôi chị em hai người đàn ông bế bế con rồi thì chị múc. Là anh em cháu sau nhiều giờ đã hoàn thiện được hai món ăn rất ngon. Đó là món lẩu gà đen và món của địa phương mình chính là món bánh tam giác mạch nướng. Đấy. Bây giờ múc lẩu cho mọi người đi. Đây, con làm cho. Bây giờ thì mời cả nhà thưởng thức xem là anh em cháu làm có ngon không. Ấy, công sức cả một buổi chiều ấy. Mình bỏ rau vô nha. Ngon không con? Trời lạnh lạnh này ăn lẩu thì nhất rồi. Múc xong này chắc mất khoảng 1 tiếng đồng hồ đấy. Ăn đi con, ăn đi con. Đấy, xuống à. Cho bé một chén coi. Nào. Ổn không con? Ngon không? Cô ăn đi cô. Cô ăn đi cô ơi. Đây là chú lấy gà cho nhá. Nhai được không? Chín rồi đấy. Dai quá. À được rồi. Anh bó ăn đi. Ăn rồi. Anh ăn xong anh cho ý kiến. Rồi, thế thì anh cho ý kiến nhá. Dạ. Cái món này thì rất là ngon, rất là thơm, có mùi thơm của hoa hồi, mùi của thảo quả rất là ngon rồi, nhưng mà là cho hơi nhiều muối. Hơi nhưng mà muối. Có thể là tùy vào khẩu vị từng người. Bánh này là ai làm nhỉ? Dạ, tụi em làm. Em làm à? Khoa làm phải không? Đúng rồi, cái đó em hấp, em làm, em nhóm bếp đấy. Rất là ngon. Đừng lên đây. Bánh này là chuẩn rồi đấy. Chín vừa tới và cũng độ ngọt cũng vừa phải. Rất là dễ ăn. Lớp ngoài giòn giòn nữa anh. Đúng rồi, mình nướng lên rất là nó vừa thơm vừa giòn giòn nữa, ngon rồi. Vậy tóm lại là mấy điểm anh? Cái này nếu mà chấm điểm thì lẩu thì 9. 9? Còn bánh thì 9 điểm rưỡi. Wow, bánh 9 điểm rưỡi. Dạ vâng, ngày hôm nay thì chúng em rất là vui. Cảm ơn anh Bó, cảm ơn chú đã tặng cho chúng con hai cái củ cải rất là to. Cảm ơn tất cả người dân nơi đây đã cùng chúng cháu để thực hiện những cái món ăn rất là ngon giữa bao la đất trời hùng vĩ. Cảm ơn mọi người vỗ tay em cái, em vui. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người đừng quên khung giờ phát sóng của Thời Kỳ Thú, đó chính là vào lúc 15 giờ chiều chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Cảm ơn nhãn hàng Chodimix cũng đã đồng hành cùng chương trình. Về nhá. Em về đây. Kết thúc 10 ngày rồi. Thôi anh em mình chia tay nhau nhá. Em phải đi khám phá những miền đất mới, những món ăn mới đây. Đấy, muốn đi cùng em lắm nhưng mà công việc vẫn còn bộn bề. Không sao, hết anh ngoài này mà xa xôi nhà mình gặp nhau lúc nào không được đúng không? Về cho anh họ gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ nhá, gia đình nhá. Dạ, em cảm ơn anh là giữ gìn sức khỏe nhá. Chúc cho công việc làm ăn của em tốt. Anh ở lại nhớ khỏe nhá. Ok. Giữ gìn sức khỏe nhá. Không sao đâu, anh biết mà. Có cái gì đâu. Nha. Ok, về nhá. Dạ. Chàng trai lúc xuân xanh ngược xuôi bon sen đất khách, mỗi tình cứ thế phai nhanh. Đi nha em. Dường như thôi không nghĩ đến, ít lâu có cô gái làm dịu em hồn đã khô. Giờ chạy đi anh. Không có đôi mắt giống mùa thu. Câu chuyện đáng lẽ xa xôi, niềm riêng không ai nhắc tới. Nhưng rồi ngăn cách xa khơi, một hôm cơn mưa dẫn lối, thấy cô gái nằm ấy khiến thổn thức như lúc đầu. Vẫn nơi đó đôi mắt biết, nhưng giờ đã biết buồn đau. Ngày qua đi theo nơi phồn hoa, chàng trai ba ba từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vụ vơ nhanh qua, đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế.
đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà. Hai là người đã đi cùng ta qua những chuyến hành trình trên chiếc xe ẩm thực kỳ thú. Các bạn ơi, hãy tiếp tục yêu thương và cùng chờ đón Khoa ở những chặng hành trình tiếp theo với những người đồng hành thú vị khác nhé. Có rằng dây viết lên cây. Cholimex Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình.